Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 14 tháng 4 với RON 92 là 114,59 đô la Mỹ một thùng, RON 95 là 126,17 đô la Mỹ một thùng, tăng so với đợt điều chỉnh trước đó. Trong khi giá dầu có lúc tăng lên 145 đô la Mỹ một thùng. Dưới xu hướng tăng giá trên, của lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong kỳ điều chỉnh theo chu kỳ vào ngày mai, ngày 21 tháng 4, giá xăng có thể được điều chỉnh tăng quanh mức từ 800 đến 1.100 đồng một lít, còn giá dầu có thể cộng thêm 1.300 đồng một lít. Trong trường hợp nhà điều hành sử dụng quỹ bình ổn giá, giá xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng ở mức thấp hơn. Như vậy, giá xăng dầu đang đứng trước khả năng lớn điều chỉnh tăng sau 3 lần giảm liên tiếp. Trước đó, trong kỳ điều hành mới đây nhất vào ngày 12 tháng 4, nhà điều hành đã giảm giá xăng E5 RON 92 838 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 836 đồng một lít, dầu diesel giảm 700 đồng một lít, giữ nguyên giá dầu mazut 180 CST 3.5S. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các bộ ngành về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Thời gian hoàn thành trước ngày 5 tháng 5. Theo Bộ Y tế, để khẩn trương thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu hàng triệu mũi tiêm chủng COVID-19, đã có thông tin về số định danh cá nhân nhưng chưa thể xác thực do sai sót các thông tin về họ, tên, ngày tháng năm sinh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, để kịp thời phục vụ cho việc đi lại giao thương quốc tế của người dân, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các bộ ngành rà soát, xác thực, bổ sung thông tin sai lệch còn thiếu của người dân tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm nay. Tổ chức rà soát xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng COVID-19 trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và duy trì việc xử lý phản ánh theo hướng dẫn của Bộ Y tế trước ngày 25 tháng 4 năm nay. Liên quan đến vụ việc cha ruột và nhân tình bạo hành con gái 8 tuổi đến tử vong tại chung cư Sài Gòn Pearl, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi về tội giết người và hành hạ người khác, Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi trú tại quận 1, bố của nạn nhân về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Nguyễn Kim Trung Thái. Sau khi Thái ly hôn, Trang dọn về sống cùng Thái, con của Thái, với vợ cũ. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, trong quá trình dạy cháu bé học bài, Trang đã đánh cháu nhiều lần vì cháu làm bài sai. Sau đó, sức khỏe cháu bé chuyển biến xấu rồi tử vong. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân cháu bé tử vong là bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ mới khác nhau. Sau khi xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái và Trang để điều tra. Sau hơn một tháng tạm dừng do tình hình dịch bệnh COVID-19, phía Trung Quốc hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lào Cai đã được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, việc xuất khẩu hàng hóa qua đây hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên bị gián đoạn, lượng xe được thông quan cũng không nhiều. Trong 2 ngày 16-17 tháng 4, trung bình mỗi ngày có gần 30 lượt phương tiện xuất khẩu thuận lợi qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành. Trong 2 ngày 18-19 tháng 4, hoạt động xuất nhập khẩu lại tạm dừng theo yêu cầu của phía Trung Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tinh bột sắn, ván bóc, cà phê vận chuyển bằng xe thùng. Riêng đối với hàng trái cây chở bằng xe đông lạnh hiện nay vẫn chưa được thông quan trở lại qua cửa khẩu Lào Cai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt lạnh ở Bắc Bộ kết thúc vào ngày 20 tháng 4, sau đó tăng nhiệt nhanh chóng và chuyển trạng thái nắng nóng vào cuối tuần này. Từ ngày 22 tháng 4, nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 27 đến 30 độ C, thấp nhất duy trì từ 21 đến 24 độ C. Sau đó, nền nhiệt tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng khoảng 35 độ C vào ngày 24 tháng 4. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày 20 tháng 4, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Nga vừa thông báo các lực lượng nước này đã thiết lập một hành lang nhân đạo cho các binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí để rời khỏi thành phố Mariupol. Hành lang này đã được thiết lập vào lúc 18 giờ ngày 19 tháng 4 giờ Việt Nam. Trong một tuyên bố, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, để mở hành lang nhân đạo này, các lực lượng Nga và lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Tự xư Donetsk đã ngừng mọi hoạt động quân sự xung quanh nhà máy cán thép Azovstal. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quyết định này được đưa ra sau khi tính tới tình hình tại nhà máy cán thép Azovstal và dựa trên các nguyên tắc nhân đạo. Các đoàn xe nhân đạo đã được triển khai theo ba hướng, bao gồm xe buýt, ô tô và xe cứu thương để phục vụ vận chuyển những binh sĩ rời khỏi thành phố này. Nơi ở tạm thời và những cơ sở sơ cứu cũng đang được thành lập. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-jung đã có cuộc thảo luận với đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Sung Kim nhằm tìm cách đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Theo văn phòng của ông Lee, tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các cách thức nhằm ổn định tình hình chính trị nghiêm trọng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Lee nhấn mạnh hai bên cần duy trì hợp tác chính sách chặt chẽ trước lễ nhậm chức của chính quyền tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol, cũng như phối hợp chặt chẽ nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên.
Về phần mình, ông Sung Kim cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiến hành hoạt động ngoại giao và can dự với Bình Nhưỡng, song nhấn mạnh Washington sẽ đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên thông qua các cuộc tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới đây thông báo quốc gia này sẽ tiếp tục duy trì chính sách không Covid trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 cộng đồng gia tăng. Chiến lược không Covid-19 của Trung Quốc bao gồm việc tiến hành xét nghiệm, truy vết và cách ly tập trung các ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo dữ liệu chính thức do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thống kê ngày 18 tháng 4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận hơn 3.200 ca mắc mới Covid-19 có triệu chứng và hơn 18.000 ca mắc mới không có triệu chứng. Cùng ngày, thành phố Thượng Hải đã yêu cầu người dân tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong chiến dịch xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng. Thành phố đông dân nhất Trung Quốc đang nỗ lực quét sạch ca mắc cộng đồng sau gần 3 tuần áp đặt các biện pháp giãn cách. Hãng Moderna vừa cho biết mũi vaccine tăng cường được hãng bào chế để phòng ngừa cả biến thể Beta lẫn virus SARS-CoV-2 gốc đã tạo ra phản ứng miễn dịch tốt hơn đối với một số biến thể khác, trong đó có Omicron. Moderna đưa ra tuyên bố trên sau khi tiến hành thử nghiệm ở 300 người. Kết quả cho thấy từ 1 đến 6 tháng sau khi tiêm, vaccine đã tạo ra độ chuẩn kháng thể trung hòa chống biến thể Omicron cao hơn so với vaccine gốc của hãng hiện đang sử dụng rộng rãi. Moderna cho biết kết quả này là dấu hiệu tốt để hãng thực hiện kế hoạch bào chế các vaccine tương lai nhằm vào biến thể của virus SARS-CoV-2. Moderna đã bắt đầu thử nghiệm một loại vaccine khác phòng ngừa virus SARS-CoV-2 và biến thể Omicron, nhưng đến cuối quý 2 mới có các dữ liệu ban đầu. Ngoài ra, Moderna cũng đang thử nghiệm một vaccine phòng chống riêng với biến thể Omicron. Phái đoàn do Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka Alisabi dẫn đầu đã bắt đầu đàm phán chính thức với IMF tại Washington, Mỹ về một chương trình giúp tăng lượng dự trữ và thu hút nguồn tài chính cầu nối để Sri Lanka có thể mua các mặt hàng như nhiên liệu, thực phẩm và thuốc nhập khẩu thiết yếu. Sri Lanka đã đề nghị một khoản vay theo cơ chế riêng dành cho các quốc gia cần hỗ trợ cán cân thanh toán khẩn cấp. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Sri Lanka diễn ra trong bối cảnh nước này chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, quản lý tài chính yếu kém và giá nhiên liệu tăng cao làm giảm dự trữ ngoại hối, nhiên liệu, điện, thực phẩm và thuốc chữa bệnh ở Sri Lanka đã cạn kiệt trong nhiều tuần. Dù được ở cả Ấn Độ và Trung Quốc gia hạn cho khoản vay tài chính hàng tỷ đô la Mỹ, Sri Lanka vẫn đang tìm kiếm khoản vay 3 tỷ đô la Mỹ từ nhiều nguồn như IMF, Ngân hàng Thế giới và Ấn Độ nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cho biết đã tạm ngừng trả một số khoản nợ nước ngoài trong thời gian chờ cơ cấu lại. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 9 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.